Bạn đang có nhu cầu mua hạt liên quân giá rẻ, hãy đến với shopdetu.vn, nơi bán hạt uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Chào mừng các bạn đến với kênh đệ tứ. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một cái sự kiện trong cái chuỗi sự kiện sinh nhật Garena Liên Quân vào chơi bơi trong quà. Vâng, và cái sự kiện nó như thế nào? Chúng ta có thể nhận được một trong 8 bộ trang phục mà đã đang hiển thị trên màn hình, anh em có thể thấy: Bitfly, Rosie, Valles, Phoenix, Natalia, Manga, Max và Alice xứ sở thần tiên. Alice xứ sở thần tiên là một cái bộ trang phục hữu hạn mà nó chỉ xuất hiện trong cái dịp này thôi nha anh em. Một bộ trang phục hiếm, và mỗi cái tài khoản chúng ta chỉ có thể nhận được một bộ trang phục duy nhất. Đó, nói rõ ràng ra nó là như vậy để tránh cái trường hợp anh em hiểu nhầm nha. Mỗi tài khoản nhận được một bộ trang phục duy nhất. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nhận được cái bộ trang phục đó đây? Xin thưa, rất đơn giản. Nó có hai cái việc mà chúng ta cần làm. Cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành rút thưởng. Cái việc thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành đổi rương. Đó chính là hai cái việc. Hôm nay mình sẽ nói ngắn gọn và dễ hiểu, dễ dàng nhất, chứ không có rườm rà này nọ cái kiểu nha anh em. Đó, đây là những cái thông tin mà cộng đồng Garena Liên Quân họ đưa ra, rất là dài dòng. Thì mình chỉ đọc sơ thôi và mình tóm gọn ý lại cho anh em, chứ không có trình bày tất tần tật như vậy. Anh em sẽ chán và anh em không có muốn nghe những điều đó, đúng không ạ? Là cái khoảng thời gian. Cái khoảng thời gian chúng ta có thể chơi sự kiện này là từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11. Và cái khoảng thời gian xuất hiện cái bộ trang phục, xuất hiện cái mảnh Alice xứ sở thần tiên là từ ngày 25 cho đến ngày 27. Nó có 2 ngày duy nhất đó thôi. Và 2 ngày duy nhất đó là 2 ngày mà chúng ta phải tham gia để chúng ta có thể nhận được một bộ trang phục trong 8 bộ trang phục này. Cái việc đầu tiên khi mà các bạn vào cái trang web này nè, sự kiện 2511.liên quân.garena.vn, chính là chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào. Ở đây mình đăng nhập rồi cho nên nó hiển thị cái chữ là đăng xuất. Khi mà bạn nào chưa đăng nhập thì nó sẽ hiển thị cái chữ đăng nhập nha. Nó hiển thị cái thông tin tài khoản của mình nằm đây. Rồi đầu tiên là nhấn vô cái chữ rút thưởng thôi. Ở đây mình lỡ rút rồi. Mình lỡ rút 2 phát. Mới vào là nó cho mình 2 phát rút. Mình rút được con tượng Bitfly với lại cái bộ trang phục của Natalia. Bằng mọi giá chúng ta cần phải làm bằng nhiều cách để có thể nhận được những cái lần rút thưởng. Và những cái lần rút thưởng đó chúng ta sẽ nhận được những cái mảnh. Khi mà các bạn đủ 8 cái mảnh này, các bạn nhấn vào nút đổi rương trang phục sự kiện sinh nhật bên đây nè. Nút vàng vàng nè, thấy không? Đổi ra thì chúng ta sẽ nhận được một cái bộ trang phục trong 8 bộ trang phục này. Nói rõ ràng ra, nói ngắn gọn ra, nó là như vậy. Thế thì làm thế nào để có thể nhận được những cái lần rút thưởng này? Chúng ta có những cái cách như sau. Anh em chờ xíu nha. Đây nè, có 2 cách. Một là chúng ta đi xin, một là chúng ta chia sẻ, một là chúng ta tặng cho bạn bè. Khi mà chúng ta có nhiều cái mảnh quá đi, rồi kêu bạn bè tặng lại cho chúng ta. Đó cũng là một cách để chúng ta có thể nhận được mảnh. Một cách nữa là chúng ta sẽ tiến hành làm nhiệm vụ. Và khi chúng ta làm nhiệm vụ như vậy, chúng ta sẽ có được những cái lần rút thưởng. Những lần rút thưởng đó nó sẽ xuất hiện ra những cái mảnh ha. Làm nhiệm vụ thì đơn giản thôi. Mới vô chơi một trận đấu nhận ngay 2 lần rút thưởng. Ý, đăng nhập lần đầu tiên là nhận ngay 2 lần rút thưởng nữa nè. Rồi thắng cái trận đấu đầu tiên nhận tiếp 2 lượt rút thưởng nữa. Rồi chúng ta tặng cái mảnh này nè cho bạn bè, chúng ta được luôn một cái lượt rút thưởng. Đó là ngoài cái việc bạn bè chúng ta nhận được một mảnh thì chúng ta cũng sẽ được luôn một lượt rút thưởng. Và cái cuối cùng là khi mà chúng ta giết được 3 mạng, hoặc là chúng ta phụ đồng đội giết 3 mạng gì đó, chúng ta nhận tiếp tục một lượt rút thưởng. Đó chính là cái cách để chúng ta có thể nhận được cái lượt rút thưởng. Rất đơn giản đúng không ạ? Cái sự kiện này mình thấy rằng nó vô cùng dễ chơi. Còn một cái điểm lưu ý nè, một cái điểm lưu ý cũng hơi bị quan trọng nè nha. Tức là cái bộ trang phục này nè, khi mà anh em nhận được rồi đó, nhận được một trong 8 bộ trang phục này nè, nó sẽ tự động hệ thống nó sẽ gửi về cho chúng ta, gửi về cho chúng ta trong cái hòm thư đó anh em, trong cái hòm thư, đúng không ạ? Đúng không ta? Đúng rồi, trong cái hòm thư. Và anh em hãy vào cái chỗ mà nó chứa mấy cái đồ đồ đó, ruby, mấy con tướng, thẻ thử đồ đó, anh em xem coi cái hòm thư của mình còn đủ trống hay không để cho cái bộ trang phục mới nó vào đó. Nếu như mà nó không đủ trống, nếu như mà nó bị đầy quá đi, thì cái bộ trang phục đó nếu như mà hút cái thời hạn diễn ra sự kiện thì bộ trang phục đó sẽ bị xóa đi, sẽ bị mất đi nha. Đó cũng là một cái lưu ý quan trọng dành cho anh em, là anh em hãy kiểm tra cái hòm đồ của mình, kiểm tra cái hòm đồ của mình coi nó còn đủ trống hay không để cho cái vị trí của cái thư mà nó chứa bộ trang phục chúng ta có thể vào. Đó chính là toàn bộ những gì mà cái sự kiện này nó diễn ra như vậy. anh em sẽ tiến hành chia sẻ nè. Khi mà chúng ta muốn nhận một cái bộ trang phục gì đó nha, nhấn vô cái chữ chia sẻ, nó sẽ tự động liên kết với trang Facebook chúng ta. Rồi chúng ta nhập gì vô đó, cái người mà click vào đầu tiên họ sẽ nhận được cái mảnh trang phục nha, nhận được cái mảnh trang phục. Rồi cái người thứ hai thì không được, đó là như vậy. Người nào click vô đầu tiên thì nhận được cái mảnh trang phục. Rất đơn giản đúng không ạ? Mình thấy rằng cái sự kiện lần này thì nó rất là dễ chơi thôi. Chúng ta chỉ việc vô đánh chơi game bình thường thôi, đăng nhập phát là nhận được 2 vé rồi nè. Rồi thắng một trận nhận tiếp 2 vé rồi nè. Rồi giết được 3 mạng với lại phụ 3 mạng. Không lẽ trong ván đấu các bạn không làm được điều đó sao? Tiếp tục nhận 1 vé nè, tặng cho bạn bè nè, nhận vé nữa, rất dễ dàng. Cái trang phục Alice xứ sở thần tiên này, cái xác suất ra của nó là 30%. Các bạn có thể xem cái tỷ lệ rơi hàng ngày để biết được cái khoảng thời gian nào, cái mảnh nào nó chiếm một cái tỷ lệ cao. Nhưng mà hầu như từ ngày 17 cho đến ngày 24, cái tỷ lệ ý tới ngày 23 thì cái tỷ lệ của nó tương đối giống nhau. Đến ngày từ cái ngày 24, 25, 26, 27 thì cái tỷ lệ của nó có cái sự dao động và khác nhau. Trong khoảng 25 đến 27 thì cái mảnh của cái bộ trang phục Alice xứ sở thần tiên sẽ xuất hiện. Vâng, và cảm ơn anh em đã xem clip đệ tứ. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày tốt lành nha. Mong rằng các bạn sẽ nhận được cái bộ trang phục Alice xứ sở thần tiên nha. Tôi thì tôi cũng không có mấy gọi là hứng thú gì lắm đối với con tướng Alice này. Alice đối với tôi, cái bộ trang phục gấu bé tuyết vẫn là tuyệt vời nhất rồi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến video lần sau. Goodbye.